Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra nhận thức chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021. Các địa phương đơn vị khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra nhận thức chính trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp, chủ trì cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia kiểm tra có 39 đồng chí là cán bộ sĩ quan cấp thượng tá, đại tá và trung tá giữ chức chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát 43 và Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3. Nội dung kiểm tra tập trung vào các chuyên đề, những nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực trạng và nội dung biện pháp giáo dục quản lý quân nhân ở đơn vị cơ sở khi tham gia mạng xã hội, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, thực trạng nguyên nhân và kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở để Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị của cơ quan, đơn vị và nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cao cấp chủ trì cơ quan, đơn vị. Hôm qua ngày 9 tháng 9, huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua 10 năm triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, huyện Quảng Trạch luôn gắn củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hoạt động của khu vực phòng thủ đã đi vào chiều sâu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang đã được nâng lên, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành phố Đồng Hới cũng vừa tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới đã quản triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức của cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang được đầy đủ hơn. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên. Thời gian tới, thành phố Đồng Hới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã có quyết định số 728 về việc giao biên chế công chức trong cả cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Bình năm 2020. Theo đó, năm 2020, Quảng Bình có 1.761 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi biên chế được giao. Có quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan tổ chức hành chính thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố sau khi được phê duyệt. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo quy định. Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các ngành địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt kế hoạch của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có chênh lệch về số lao động kê khai thuế và tham gia bảo hiểm xã hội nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân và người sử dụng lao động. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, tăng cường thanh tra kiểm tra về thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
đảm bảo sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tích cực phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch đã giao, chủ động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đơn vị, v.v. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, tạo chuyển biến căn bản toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa, kết nối chia sẻ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm chính xác, đầy đủ, thiết thực. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, kiểm tra giám sát, tổng hợp kết quả đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Lệ Thủy vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu tại các địa phương trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu, kiểm tra các loại giấy tờ như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống của các xã Lộc Thủy, Hưng Thủy, Mỹ Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang. Thông qua đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu. Hôm qua ngày 9 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao quà cho con em người lao động tại trường mầm non Công ty Cổ phần Lệ Ninh nhân dịp Tết Trung thu. Trường mầm non Công ty Cổ phần Lệ Ninh hiện có 3 điểm trường với hơn 60 cháu đang theo học, là con của hơn 500 công nhân viên chức và người lao động của công ty. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã trao tặng các đồ dùng thiết yếu cho việc học tập của các cháu. Được biết, số tiền hỗ trợ trao quà dịp này được trích từ nguồn quỹ xã hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Đây là tấm lòng của tổ chức công đoàn gửi đến gia đình và người lao động đang còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn, giúp người lao động yên tâm công tác. Chia sẻ với những người dân vùng lũ, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới đã đến thăm và tặng quà cho người dân trên địa bàn huyện Minh Hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Thanh đã kêu gọi các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và con em địa phương chung tay hỗ trợ cho người dân hai xã Minh Hóa và Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Đoàn đã trao tặng 190 xuất quà, bao gồm nước suối, sách vở và các nhu yếu phẩm cho người dân. Trong đó, 50 xuất quà do con em kiều bào phường Hải Thanh hỗ trợ cho xã Minh Hóa và 140 xuất quà do cơ sở kinh doanh hải sản Làng Chài Minh Xích hỗ trợ cho xã Tân Hóa. Tổng giá trị các xuất quà là trên 30 triệu đồng. Sau khi lũ rút, huyện Bố Trạch đã huy động các lực lượng để tham gia khắc phục thiệt hại. Trong đó, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Theo đó, Bố Trạch đã chỉ đạo mạng lưới y tế cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh. Hiện nhiều địa phương đã được xử lý môi trường bằng việc phun hóa chất khử trùng tại các khu vực bị ngập lụt, phun hóa chất vệ sinh môi trường ở khu vực công cộng như chợ, trường học. Trung tâm y tế dự phòng huyện cũng đã hỗ trợ các địa phương trên 100 kg hóa chất xử lý môi trường ô nhiễm nguồn nước, gần 100 lít hóa chất diệt muỗi chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968, trung đoàn 996, ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa và cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Theo đó, cán bộ chiến sĩ của các đơn vị của quân khu 4, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung khắc phục ở các trường học, giúp các công sở, nơi công cộng, trạm xá và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Hóa dọn dẹp sau lũ. Sư đoàn 968 chúng tôi đã điều động 300 cán bộ chiến sĩ về xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cùng với nhân dân khắc phục lũ lụt. Công việc trước mắt chúng tôi tập trung
giải quyết vệ sinh ở các cái điểm công cộng, các điểm trường, trạm y tế, hệ thống đường giao thông nông thôn, cùng với nhân dân từng hộ gia đình để khắc phục những cái hậu quả do bão lũ gây ra, góp phần cùng với nhân dân và chính quyền địa phương ổn định cuộc sống, đặc biệt là cho thầy cô và các cháu đón năm học mới đúng thời gian theo chương trình kế hoạch đề ra. Cả cán bộ chiến sĩ cùng giúp đỡ nhân dân sửa sang lại nhà cửa và những công trình bị hư hại do mưa lũ, công trình vệ sinh, khu chăn nuôi, dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng dịch, xử lý giếng nước. Nhiều cán bộ chiến sĩ nằm trong vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ nhưng vẫn quyết tâm đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Sau khi lũ lụt tại xã Tân Hóa rất là sâu, mà đồng lại để cho xã Tân Hóa là ô nhiễm môi trường rất là lớn. Nhưng mà được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng nói chung, đặc biệt là lực lượng quân đội của địa phương đã kịp thời về tiếp cận địa bàn để giúp đỡ nhân dân và bà con. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Hóa sớm khắc phục hậu quả mưa lụt, ổn định cuộc sống, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trước những việc làm ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ quân khu 4, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã kịp thời động viên, thăm hỏi các đơn vị về giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lãnh đạo huyện Minh Hóa đã bày tỏ sự cảm ơn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968, trung đoàn 996, cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đồng thời khẳng định huyện Minh Hóa cũng sẽ dốc toàn lực để cùng với các đơn vị địa phương khẩn trương giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống sản xuất. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 10 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 91%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 62 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 87%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 61 đến 86%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 73%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 59 đến 80%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 đến 82%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam.